Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm, đứng ở mức 2018,09 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục trong xuống tăng, đứng ở mức 103,57 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 42.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đứng ở mức 4,064% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng mức 71,92 đô la Mỹ trên một thùng. Giá vàng trên thị trường thế giới đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những bình luận gần đây của nhiều quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo đó đã buộc các nhà phân tích và người tham gia thị trường thuộc trường phái lạc quan quá mức trước đó phải có cái nhìn thực tế hơn về thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong bài phát biểu tại Viện Brookings, một trong 12 thành viên bỏ phiếu của Fed, Thống đốc Christopher Waller đã củng cố những gì Chủ tịch Powell đã nói trong cuộc họp vào tháng 12. Ông cho rằng mặc dù việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra trong năm nay, nhưng ngân hàng trung ương không cần quá vội vàng. Miễn là lạm phát không tăng trở lại và duy trì ở mức cao thì tôi tin rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC sẽ có thể hạ thấp phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang trong năm nay. Ông cho biết trong các chu kỳ trước FOMC đã cắt giảm lãi suất một cách nhanh chóng và thường với số lượng lớn, nhưng ông lại thấy không có lý do gì để hành động nhanh như trong quá khứ, và khi đến thời điểm thích hợp để bắt đầu hạ lãi suất, tôi tin rằng có thể và nên hạ lãi suất một cách có phương pháp và cẩn thận, ông nhấn mạnh. Bài phát biểu của Thống đốc Waller được đưa ra sau khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang đề cập đến thời gian và số lần cắt giảm lãi suất mà Fed sẽ thực hiện trong năm nay. Chủ tịch Fed New York John Williams hôm thứ Tư tuần trước cũng bày tỏ rằng ông chỉ thấy việc cắt giảm lãi suất xảy ra khi Fed tin rằng lạm phát về cơ bản đang quay trở lại mức mục tiêu 2%. Còn theo Chủ tịch Fed Cleveland Roretta Mester cũng nói với hãng tin Bloomberg rằng ý tưởng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 có lẽ là quá sớm. Nhìn chung những tuyên bố này cùng với những nhận xét thận trọng không kém của các quan chức ECB đang củng cố ý kiến cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là khó xảy ra. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay của Fed vẫn nhất quán với nhận xét của Chủ tịch Powell rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản và có thể bắt đầu cắt giảm vào cuối quý 2. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường trước đó đã lạc quan rằng việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể bắt đầu sớm hơn và sâu sắc hơn những phát biểu trên của Chủ tịch. Đây là lý do mà vàng đã tăng khá mạnh mẽ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, sau phát biểu hôm qua của ông Waller, đồng bạc xanh đã vọt lên mức cao nhất trong vòng một tháng và vàng giảm hơn 1%. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Đến phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đã đảo chiều giảm mạnh so với thời điểm phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giảm mạnh 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại mua vào ở mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá vàng SJC tại hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 73,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,02 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PIMG, mua vào mức 73,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,30 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn đồ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 62,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,70 triệu đồng trên lượng, giảm 400.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 62,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,80 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 400.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ can hàng thương mại hiện tại không có điều chỉnh, mua vào mức 24.340 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.710 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.880 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.980 đồng trên đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000.
giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.350.000, bán ra 7.602.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Pin Hồ Chí Minh và Pin Hà Nội mua vào 7.390.000, bán ra 7.630.000, giảm 60.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.370.000, bán ra 7.625.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.405.000, bán ra 7.650.000, tăng 10.000 ở chiều mua, giảm 35.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.385.000, bán ra 7.615.000, giảm 5.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. My Hồng SJC mua vào 7.400.000, bán ra 7.500.000, giảm 60.000 ở chiều mua, giảm 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 7.375.000, bán ra 7.625.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.602.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 50.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau: STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.350.000, bán ra 7.602.000. STC Huế vào 7.347.000, bán ra 7.602.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.350.000, bán ra 7.602.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.348.000, bán ra 7.602.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tiếp tục suy giảm trong khoảng từ 167 đến 400.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 16.700 đến 40.000 đồng trên một chỉ túi mua lạ vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhân phục số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.255.000, bán ra 6.370.000. Nhân phục số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.255.000, bán ra 6.380.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.245.000, bán ra 6.340.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.147,2 nghìn, bán ra 6.277,2 nghìn, giảm 39.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.570,5 nghìn, bán ra 4.770,5 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.511,6 nghìn, bán ra 3.711,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.459.000, bán ra 2.659.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.